Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là cái chỗ này của anh hai. Anh có dọn cho em bằng cái nền này cả nhà. Đó, nó cho ngang 4-5 mét gì đó rồi. Dài dài, vô trọng. Đó, cái khu vực đó. Đây, khu vực này. Em sẽ cho bằng cái nền từ bên đó. Đó, từ bên phía anh vào đó qua anh. Có cái cây cạnh đạo đây. Cây cạnh cây đạo ngay đây là 4-5 mét nha. Thì đây cái vuông này á, bây giờ dọn cho mình cái này 4-5 mét này này đây. Nó dài vô đây. Rồi lắp cái thủng này ha. Qua tới mấy cây đứng bên kia, cặp cái mé bên kia cây có cái mương lạng. À, giờ đến cái bẹo mé trong. À, Duy lại đứng cái cây bẹo mé trong lắc chú cho dễ thấy cái gì. Dạ, dạ. À, cho cái khu vực này bề ngang. Bề ngang này chút 5-6 mét à chứ. À, vô đến trong cái cây bẹo đó, lắc. Ừ đó. À, đến trong đó cũng cả chục thước. À, ông chạy qua bên kia, ông cắm cây bên kia nữa. Ờ, lắc cho mình thấy. À. À, thì cái vuông nền này bây giờ anh hai này anh cũng thống nhất anh cho giờ chỉ bằng cỏ dọn dẹp đổ đất cao lên thì mình bằng cái phần nền nhà trăng gây à cả nhà. Hiện trăng gây cũng rộng nha, thì cũng có mặt đường mặt lộ đây, đây cũng có mặt cái lộ cũng 2-3 thước mặt cũng tiện lợi. Kính mong cả nhà xem qua được biết thì hỗ trợ cho Mắt Nhìn Cuộc Đời Bến Tre để hỗ trợ cho em Di được cái căn nhà ước mơ. Dạ, Nam Mô Gặp Phật Lễ Chào với cô chú anh chị em lãnh đạo công an quân. Cảm ơn rất nhiều. Nam Mô A Di Đà Phật.